Người ai bảo tôi chửi thấy vợ. Lấy nhân viên ở đâu vậy bạn? Bạn cứ nghĩ ai cũng làm nhân viên mà nhân viên thì cũng có gì sai với bạn là sao mà bạn cứ coi thường nhân viên đấy bạn nhỉ? Hả? Bạn sống làm sao bạn cứ phải coi thường nhân viên là người à? Nhiều thằng đéo lấy được của nhân viên lấy được làm vợ, ông cứ chê người khác. Ông cứ chê mai sau ông lấy vợ nhân viên với vợ ông lại bập vào. Đó, các tay không? Ông bỏ ngay cái tính ấy đi. À, quả bụng này thì chắc phải tầm ngoài 5 lít bạn. Ngoài 5 lít bạn. Ngoài 5 lít đấy. Đấy thật sự anh em, quả bụng này phải ngoài 5 lít. Nhiều thằng cứ chê bảo là nhân viên này nhân viên kia, chắc đéo vợ ông nó bằng đứa nhân viên mà ông cứ chê. Nguyễn Tùng Dương em, dự định tuần sau qua sắm đồ không gặp anh nữa là xong rồi qua. À Út ơi, cửa hàng số quần áo ở Hà Nội anh đóng cửa cho em nhá. Tối nay có chi không anh trai? Lái như nào em nhỉ? Cũng ra gì đấy bạn, tôi thì cũng này nọ đấy bạn, làm gì có gì đâu mà. Cũng chỉ này nọ thôi bạn. Đấy. Anh không chơi với thắng mà ok nữa anh. Bây giờ cuộc sống quan trọng gì đâu em. Anh có chuyển nhượng lại hàng quần áo bạn không? À anh đóng hẳn cửa cho em. Chà thủy trắng nhá, tóc anh đẹp thế vừa cắt sang đây xong. Ok chào bát mẻ nhá, tối ra anh nhá em nhá. Chào Vương Trọng Nghĩa nhá. Đâu mình giờ mình ở trên Quảng Ninh bạn ạ. Ờ anh đang ở Đông Triều. Em thế. Anh bây giờ anh cứ ấy rồi, cây hài thì ngày xưa thích ông này mua quần áo nước hoa chết kiểu cho được ý mà có hoặc đâu. Tôi có thấy vợ bạn quen tôi hỏi xem đúng không, sợ trước ngồi cùng mày bỏ mẹ mày cái giọng nước điếu đi Thanh ạ. À. Đấy mày phải tu 50 kiếp thì mày may ra mày phải ngồi được với vợ anh, hiểu chưa? Mày nghĩ vợ anh mày ai gần được à? Chú linh tinh nhở, khác tay nhở, mày mà nói câu nữa tí nữa vợ mày đúng thật xấu hổ với mày luôn. Ô nhầm như này tuổi gì mà gương đau hết cả đầu đó. Mọi người đi qua cái follow nhá. Ok chào em Bảnh Yên Bái nha. Mấy cái thằng lom rom thì bước cứ sân si ở đây làm gì, nhất là cái thằng Thanh Thanh kìa. Ok chào Hoàng Villa nha, chào cháu nha.